Quang Minh Tý, chồng bà cô chú anh chị quản lý kênh nha cô chú ơi. Chắc này sẽ chiều quá mát cho nên là Nguyễn nó còn cá lóc kép cô chú ơi, lâu quá không ăn có thèm á. Thì em nguyện vọng bà cô chú anh chị bạn đón xem nha. Mấy đợt trước có đi dở mua hai cái ngục cô chú về á, cái cho người ta hết trơn cái không ăn. Bữa nay hết cá rồi cho nên thèm, bây giờ phải đi bò. Wow, mới xuống luôn cô chú ơi. Ui, con cá bự nha. Đây, mới xuống được em luôn. Coi thử còn không. Ui, còn trứng. Còn trứng mà Hương Nguyệt không có bắt trứng, Hương Nguyệt để trứng lại. Mới xuống rồi khai trương được một em là thấy không có lý rồi. Cái hàng này sâu quá ta. Cái hàng này sâu ghê luôn á. Không có đụng cái gì á mà tưởng con cá không. Có trời hang nó hông nhau. Được một em nữa nè. Ôi, con này thì nhỏ hơn con hồi nãy cô chú ơi. Con này thì nó bé hơn. Đây. Này thì bé hơn. Con hồi nãy em mới xuống nó bự. Mấy cái hàng ở đây á, con Nguyệt họ cái giò vô vừa luôn. Ở đây nè, con mấy con dẹm nằm trong hang hết trơn. Ừ. Ở đây có chuyến cá nè cô chú. Nhưng mà hôm ngoài không có bắt. Mình chỉ bắt cá thôi, mình không có lấy trứng. Tại vì mình lấy trứng là một mốc nó không có nở ra cá đâu kiến mình bắt nữa. Quá trời hàng luôn. Mà sâu sâu không à? Ây da. Bữa nay không mang bao tay, nay giờ chụp xuống dai không?
rồi. Nó thồn. Quỷ gì nhái hết gì nó nhảy ra con chú. Đi rồi nè. Wow, mùa này mùa cá lô kiến nó đẻ hay sao cô chú, trứng quá trời luôn nè. Ở đây được hai cái hàng của chú. Gọi. Dạ, dạ. Gì vậy? Mặt giống luôn. Con cá lô kiến không? Ừ. Mới chập vô mà không có ấy nè. Không có kịp. Con nó chạy qua dọn hả? Tại nằm ở ngoài á, nó đụng á. Tèo con nó nè. Đi ra. Đây nè. Đi ra đau quá. Ôi, con kiếm tiền nhanh quá à. Chị bấy luôn á. Nằm ở dưới đây sâu quá. Nằm mấy mé nó nhóc chân á. Cái này nó hơi ít hàng. Nãy có hàng. Không có dướng đâu ta. Xa. Cái hang vậy luôn không có cá. Ê. Ngồi đốc tiêu rồi. Trong ngoài thôi. Ủi ở đâu có tiêu rồi. Đồng đồng ngay mà có hang là có cá lô kiến nè. Mình mới đụng vô cái đuôi nữa cô chú. Nhà có cái hang nè. Ủi nó chạy vô đây nè. Y gan luôn đó, y gan luôn. Y gan luôn thấy không? Nãy đụng cái đuôi á nè. Nước là cụm luôn. Từ khi nó chạy vô đó, nó gặp con kia trong kia nữa. Ôi, có đụng cái này hả? Dạ. Cái nào cũng dính con đó.
không biết nó quẹo vô cái hang nào thôi. Vòng vòng đây nè. Thủ người ta túc ớt như ớt vô dữ vậy. Người ta túc ớt không? Chắc gì? Chứ ớt này kia dữ vậy. Vui lớn vậy. Vòng vòng đây nó có mình hợp xuống mình nghe cá chốt và cá lâu kiến nó kêu cô chú. Mạng chơi bình nghe nó kêu quá trời kêu luôn. Làm không kịp nó luôn á tờ. Bữa nay nó nằm ngoài nhóc chuyên ta. Dạ mấy. Chụp không kịp. Kịp là tới công chuyện rồi. Rồi nó cũng nhanh nè, mới đụng vô cái đuôi đó là nó chụp mất đi. Con dẻ nó chui vô mấy cái hang này chí ta. Chết rồi. Nó chết. Ngớt nhảy. Đúng không? Nhảy xuống. Ủa nhảy xuống nè. Hang bự nhưng mà nó sẽ nó cạn quá ta. Còn hang nhỏ thì nó sâu có mò. Cái hang mà đút cái giò vô luôn á. Ở bên kia hết hang rồi cô chú ơi, cho nên là mình đổi qua bên đây. Bên đây thì nó không có, nó bị bắt ngon. Định không có lặn mà thôi lặn luôn. Lâu lâu lặn cho nó đã.
Nước hơi lớn, nước mà cạn cạn là im. Đó là cá nó ra ngoài chưa? Đúng không? Nước này nước mát quá, cá đi hết. Dạ. Cây quá, cây rồi cô chú ơi. Đây có hàng không ta? Lếp hết. Cửa hàng đây nhiều lắm á. Mà này không thấy nữa. Mình mò tới đằng kia mình về. Đang để clip hết thì sao rồi cô chú ơi? Hôm nay mò đây mấy hang chính trời. Bữa nhóm có chơi luôn, mò đá luôn. Là lâu quá đâu mở là clip cái hang nữa hả? Nó chỉ nước nó chảy, đất nó phù sa nó lấp vô. Thấy hàng không thấy cá luôn. Hết trơn luôn. Ê! Đồ em cá rô phi. Chỉ cần có hang có cá là lụm. Này cá ra rồi, nãy đụng cá chạy vậy. Tụi em đâu phi nữa cô chú. Dạ, 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 nước của ta này. Dạ. Dạ. Mũi chích dữ ra. Gì vậy? Ngồi hết rồi trời. Gì vậy? Cây gì vậy? Cây. Wow, trứng cá nhiều quá.
nhanh gì bận chứ ta. Rồi ngài. Cái lòng kiến rồi sao? Ê ê ê, ổn chứ. Mình mò tới đây là mình về nha con chú. Thôi nó làm mình hết hồn. Hết hàng rồi cô chú ơi. Hơi áo gắt nè. Áo gắt chưa có tiền mua. Không như tại vì áo này mình đi đồng á. Áo mình đi đồng nên là mình mặc cái áo này. Bên đây nó sầu nữa, thật chưa tính tới. Đây nè cô chú ơi, được rồi, mới em cá rô kiến với hai em cá rô phi. Hai em cá rô phi này giờ này về nấu canh chua ăn được rồi cô chú ơi. Rồi chị ta hết trơn rồi cô chú. Bữa nay á đi á mình Thu Nguyệt á quên đem theo cái bao tay cô chú, cái hộp vô á, cái con ốc á với cá rô kiến á nó quẹt nè, mấy ngày ta hết trơn luôn. Hơi lạnh đó cô chú ơi, hôm nay sẽ đi về tắm rửa này kia nha. Cho nên là clip một cáo đây, hôm nay xin chấp lại. Hôm nay cảm ơn bà cô chú anh chị và đã xem hết video. Cả nhà cho hôm nay xin được like, đăng ký nha. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị và bạn lúc sau. Xin chào.